Cầm. Cái này mình bật mình bẻ. Cái này đợt đi quán lọc cái này. Đây là quán hay. Chúng ta chỉ đếm quán nhé. Rồi đến nồi rơm đi mô. Chưa đứng hoa tí rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Để đổ đạp cái cân đập thắng đây. Ai chẳng giàu ai gian khó.
làm 2 cân xong được 2 cân cho nó lề. Để gì tèo cười những đứa mà đây đứng đài chứ đây gì anh xuống có chịu gì nắng đều để em xuống đi. Nó có cái nặng quá. Cái gì? Nó bự có cái nặng quá. Bự cái gì? Bự khỏi môi. Bự quá khỏi em. Nó cắm cho lên nữa. Nó bị thuộc cái này, môi nó cắm phải chứ. Để chặt dây phải bị sao? Ngay tin lửng hay ngay thăm dây dây rồi đây. Ngay tin lửng hay ngay thăm dây rồi đây. Bây giờ đem luôn bao nhiêu giật rồi? Giật bấm bệt ra cũng này luôn. Cũng mỏi thế. Cái cọc cái khát thú quá. Nè. Hả? Gì đây? Nó đang có con chi đun. Chặt chặt ép bỏ bây giờ đi thăm về chặt về đi nghe gì vậy bởi cơ bày chạy xe nó đưa ông thăm được đây là tuyệt rồi gì
dưới đi. Được lên đến không? Để nạc tôi đi đến đi lên. Anh vẫn chạy. Nhà khổ vẫn chạy. Cần lén đi thua. Anh chị. Anh ấy làm gì? Cái tên là Hạnh Liên. Hả? Hạnh Liên. Có đôi dèo. Đánh có đôi dèo. Con rô thả chuột lên có đôi dèo không? Rồi, chạy rồi. Rồi. Đây người ta tìm lẫn trong lưỡng thiệt. Quả gì phải tuổi to tìm. Trương tìm. Em... em vô lô cái đám nhỏ nhỏ không quá vô rồi chứ. Đám không? Lô ní. Hả? Cái lô không quá vô bước vô được xuống trăm cô lưỡng á. Nắm hành lang rồi. Quẩy như cái nhộn mới thì nhận lên. Đi xong chuyện quẩy ra thì quẩy xong. Được có hai cơn trời hết. Đi ra. Đi
lươn cơ hai cơ bạch mà bọn người sẽ làm theo hạt theo hô cái đường gì rụng đơm hành lý chưa ai biết được bí ao mũi đúng nhá ngắn à chặt đang đi đâu hút hả cần được tương phổ để chặt hẳn ra mà cầm đơn đi hai cơ luôn mấy cơ đấy bữa ăn lột thịt mấy cơ em đã lột mố đấy để lột mố gửi đây cần đâu ngồi đấy không có cần thịt mẹ tứ rồi có cọc chi liêng cho cái đâu hả không có cọc à đi đâu mà cầm đi cô đạp để đi được không ta chỉ được đoàn cái đồ thúng lì ta đoàn cái gì cầu cái chặt cân cốc cân muốn
khăn đó. Làm đi bé, tiền mua đi bé. Đa cái ô kiến nữa. Đây khá cho sụt chứ. Máu lắm á. Ừ? Máu lắm á. Máu? Nó muốn máu lắm á. Chết chưa? Mình này được chứ? Chút phụt đấy. Chút khi. Mùi đứng có cơ bầy mà. Ừ? Mùi đứng có được cơ bầy mà. Hai phút. Nít cả không? Hả? Cả tí. Hết một phút rồi. Tráng thêm đan. Tháo bẫy đâm lại. Thêm đan bên đồ nữa chứ chứ hịt. Trôn ráng hắn đi rồi chứ chứ hịt trôn cái này. Bên đồ bơ thử gió nữa nữa. Mày bên đường mày bước tao mày thử bên đi. Cái đoàn này muốn đưa cho em đoàn nữa. Tao đi ngang phao khác. À, đây là đâu lắm. Nè. Đây lắm. Chặt. Lấy vốn. Kiếm vàng đấy khi này hắn bo dăm tàu mà hắn cắm hay là dăm cái ngô quạt mà hắn tạp cho đều quạt vàng hắn cắm luôn bo vô đồ quạt hắn tạp tất ra tưởng như con chỉ cắm xung lên đấy. Mình lại nhảy lên lúa. Mà chứ. Đi mua mình rút khéo này thôi. Mình theo ngay hả Việt à? Vụ đã gửi cho nữ cho biết. Dạ. Vụ đã gửi cho chính mình xưa ra cho biết. Chú, nghe chìa khóa mình chú. Hả? Chìa khóa điên vũ nổi tuyến đấy. Mà để cái xin một con bén mất chứ đâm lại chìa chỉnh đẹp được cái chìa. Đó. Làm sao chìa chỉnh được chứ? Làm làm được. Để đi làm cho mắng làm là được. Làm làm được. Sao mà làm được được. Đình chỉnh chứ. Hả? Đình chỉnh chứ đó. Nói làm lại cái gì vậy cái xin chỉnh mất chứ làm lại không hỏi làm được đó. Lên hỏi kim không? Bươi. Làm được nắng được, đâu có nóng mà làm. Làm lại cho chỉnh được rồi đó. Chứ cứ làm bàn xạo rồi đó. Đức thằng bín mất chi đến làm rồi đó. Làm bàn đình chỉnh rồi đó. Người về tình không về. Đi đến thì sao mình quán.
cái lệ tế mất hết rồi đây. Cái lệ tế mất hết hơi đột xong thôi bò xong. Hay có dèo nữa không? Ừ, văn thủy đi. Nên thầy ơi. Vì em sai ra đi chốn anh. Chị đếm cơm không? Chị lại cơm. Cái cơm này tao làm cái cọc nhỏ chị đó. Bịch. Cân đẹp của nó nhé. Anh khung lố quá anh. Thế người ta đột luôn chứ thay một cưa đến người ta nhé. Đến đây cưa luôn theo hề. Sang luôn theo hề. Hả? Luôn đến cái này cho ăn cho đưa. Cho ăn muốn cho. Cho ăn muốn cho. Có chi cơn chi đấy muốn cho. Đứng vang luôn tay hơi. Mong mong chờ người trở về. Rồi thôi tự mẹ. Mày thôi khổ rồi chị.
trong biển bên chị trong biển đại xong rồi dã bên kia để uống e đói bụng rồi e sáng e đói bụng rồi bữa hả ăn sáng chị chào nấu à phải tôi ra thiệt rồi không? Cái theo ngay lên chứ gán. Nó là con đớn đấy, con ở dưới diện chứ nó gì ngưu hoàng con cứ theo nó, mấy chú đi theo này, mấy cái lên đi lên đi xuống đi xuống. Con chim biết đấy. À đấy nghe nghe tiếng ngay lại theo chứ, ôm mũ mà cứ. Cái cái chân nấm lên cô ta em mua hối độ mua hối đấy đang chung như vậy.
Ông chính cả bây gì? Một trứng gì? Hả? Rồi luôn à. Gì vậy? Thả rồi luôn à. Đừng chi đỡ nữa không thì đừng luôn. Xuống dưới. Hả? Chứ vông ra xuống phía dưới. Dưới cái này. Chị bông ra ngoài đi xuống phía dưới. Đúng rồi. Con phải giữ cô đang nè. Cái này bắt đấy. Cái này hồi nào đi rau chứ không phải đi đớm đớm. Gì vậy? Cái này hồi nào đi rau chứ không phải đi đớm không? Không còn nữa nè. Coi cọc nữa nè. Không, không, em để ý cọc cân đi. Cọc.
ông chú chỉ mua. Ủa nón thiệt. Chị bé. Để em nón. Để em nón. Để em nón á. Bật à. Cân là được chứ nè. Hả? Người ta thì ước nguyện trọn sao người mãn bình là trăng nó đứng quá tiền bên kia nữa kia là bên thằng đệ chứ học ra được con bé kia kia nữa này. Lúc 5 tiêu 6 tiêu 7 nha. Lúc 5 tiêu 6 tiêu 7 mới nữa. Em có không nghe thì để chứ. Này đáng. Em có không nghe thì 1 tiêu 6 tiêu 7 luôn. Em nghe hồi giao trên chân thì nó. Ở đi xuống đây không hay phải về không? Đấy đi. Cái xương nấm năng này. Đây mới được mấy ký đang muốn bỏ lô được trong cái xèo nữa vậy. Thế là dân bị rồi. Em có còn muốn dân bị thế. Đi ra. Đừng ngã ngoài vui đó. Rí chứ ra. Ừ.
Đau. Ừ, đột đã. Hả? Đột đã. Mày tan. Ghi cái ra. Đau lại. Đâu có chỉ bao nhiêu đâu. Cậu cũng có cần cuốn đi nha. Cậu cứ tứ, kiểu cứ tứ, lao kiểu cứ. Để đấy cậu có tao đứa mua đấy gì. Cậu chi đứa mà chi. Cái cân 1-6 nó. Thế đâm dọc thằng kia. Ừ. Đi. Cân 1-6 gì. Khi gió lơi em không ngời. Đi rồi đâm vang. Đâm vào trung. Đâm vang thì đâm đứng. Rào trung thì đứng. Hả? Thì rào trung thì đứng thôi. Đi đâm vang là gì đấy? Tập tập rồi đó. Tập rồi chưa hại. Từ đoàn một chỗ đẹp đẹp đó. Chưa lại cửa. Không anh, đi tiếp. Không cửa ơi. Ra đấy. Đi ra đấy. Đi xin ra đấy. Đi ra đấy. Đi đến luôn không? Được à? Đi ra ngô luôn. Tôi đi cực khổ uống luôn. Ngô luôn không nổi. Đông ngã à? Hay dọc lên xuống. Uống ngang dai rồi. Chị mong hôn cho ông đấy. Còn đưa gì chứ. Dân đủ rồi. Chị dân đủ. Dân đủ kiểu đấy. Em về bên ấy buồn ba bốn chiều. Đi hôm mỹ thế, như vậy đó. Dạ. Ấm. Mới tặng cái chuyện đây. Chuyện đi kia. Sao? Ở đây đang không? Đó nữa. Ngồi đây đến hai cửa luôn. Dạ. Tôi ngồi đây đến hai cửa luôn. Để mua lô mốt. Để cho đó. Ừ. Thì ra đi. Thì ra là hai bên đang thị. Con lọt với cái kia.
bột nào. Phụ đến đây. Đến đây. Đến con này con đi con. Cục như bên này tao đớm bên tăng quáng á. Cái nó rơm làm được. Đứng cho khỏi đấy. Đái là anh kể được không kể không nữa. Gì? Được rồi, đái là em mời em đi. Để năm nay chúng xuyên đi ven tàu chứ. Mà tập mất cái lại. Đây là con chuột này, bụi con cút cút đấy. Con gì? Cút cút. Con mỗ. Đến con tao đến ngoài đi, đi ngập thế. Con nó bơi khó ăn mình ngon. Hả? Con nó bơi khó ăn mình ngon. Gái vậy hả? Em ăn à? Con nó to hả? Rẻ cái lên bùng gì con. Nó làm gì? Cái cục nào? Ừ. Nó xong nó lô chặt thịt ra xong nó bỏ mối lô vắt. Bỏ mối lô vừa lô vắt. Sẽ dắt đi luôn cái này. Thật cân nhỉ. Bên tôi nó thật có hơn. Bên này cả luôn được kỳ bên. Bên đấy. Có cân chưa? Tôi có cân, tôi có kỳ đấy. Thật luôn.
Gì đây? Cân cọc này. Hai cân nè. Ba cân nữa. Đây. Hả? Miếng này cân à? Cái này. Hả? Cái này đúng. Làm chặt ba cân lắm á. Bọn mồi ní chi ly đó. Bún khởi đẹp sơ đó. Sáng nay không có thuộc đi thì thuộc mai. Cục bò hộp á, dù cái bất trời. Mồi thối á. Cái này cố bằng bên thứ nhất. Chuẩn bị đủ tao ơi, em đã đủ cho tao ơi. Đủ chứ? Đủ đấy nè. Hả? Đủ đấy nè. Về mua mấy ổ đấy tao. Ui. Ổ đấy đang